Hi, chào các bạn. Hôm nay mình xin gửi các bạn một cây bông dendro đẹp lắm các bạn. Bông nó vàng tươi và cái lưỡi nó có điểm nhấn là bông lưỡi nó tím. Cái lưỡi này thì nó nhiều lúc nó tím đậm hoặc là nó nhạt hoặc là nhiều lúc nó lên tới đỏ luôn nha các bạn. Đây, ví dụ như cái này là lên tới đỏ nè. Cái cây này nhìn là mình biết nó là hàng gieo hạt. Coi vậy mà nó khó nhìn biết là lưỡi nó thế nào các bạn. Ví dụ như cây này đó, cây này là lưỡi tím. Thì bên mình sẽ bán cây đẹp thôi, chứ còn lựa hàng bông khó chịu lắm các bạn. Mình chỉ lựa cây đẹp mà có nụ thôi. Ví dụ như cây như vậy nè, đó, có nụ vậy cho các bạn về chơi. Bộ lá đẹp lắm. Đây là mít nha, lá mít dày. Các bạn về trồng cây này cho ăn phân nhiều nhiều lên để nó khỏe các bạn ha. Đây mình lựa cây này cho các bạn nè, nụ nè, nụ tâm tấp luôn ha. Cây vàng, vàng mai, bông tròn đẹp, lưỡi tím hoặc đỏ cho chúng ta chơi. Và đa phần Mai Quy lựa sẽ cố gắng có dòi cho chúng ta nha. Nhưng nhiều lúc cây mà nó không đẹp thì mình sẽ lấy cây không dòi. Ví dụ như đây có bông vậy thôi mà cây xấu vậy đâu được lấy. Mình phải lấy mấy cây mập bự vậy cho các bạn nè. Nên nhiều lúc các bạn yêu cầu có bông thì thông cảm, tùy theo đợt ha. Mình sẽ cố gắng, mình thấy cái đám cây này mà lựa để có giò bông mà cây đẹp thì ít lắm các bạn. Vì cái cây này nó lên bông nó đẹp quá nên nó lấy rất là nhiều sức của cây, nên cây nó dễ rụng lá hơn. Các bạn về trồng cây này thì nhớ cho nhiều phân vô ha, để cây nó khỏe nha. Đây, cây này đạt chuẩn nè, mình lụm thôi. Quá ok luôn các bạn ơi, lâu lâu mới gặp được mấy cây đẹp như vậy để chơi. Rồi mời các bạn cùng ngắm lại cây ha.